Con người em coi, cậu ba cậu phải không? Đúng rồi nè, mi này thì kêu là mi bò nè, mi con bò nè. Đúng không? Ai đây nè? Mi dày quá, người ta kêu là mi con bò chứ gì nữa. Thôi tắm mắt mi bò. Nè cô ơi, cô quýnh hai cái mỏ trên mỏ dưới cho nó đỏ lên nha cô, quýnh nó son á coi.